Hôm nay em xin gửi đến cho mọi người cùng xem và thưởng lãm một cái dầm trà cổ đồ ký kiểu vẽ tích Giang Tuyết. Cái điển tích này là một trong những điển tích vẽ một vị đại tài, không cái trình độ của họ không thua kém gì Khổng Minh, Gia Cát Lượng, đó là Khương Tử Nha. Thì theo những cái dầm trà trước hoặc là những cái điển tích mà em cũng đã giới thiệu sơ qua về điển tích Giang Tuyết này, thì cái điển tích này á là nó vẽ cái mục đích chính, đó là vẽ người Khương Tử Nha Khương Tử Nha câu cá bên dòng sông Vị Thủy. Thì ông là một người rất là tài, văn thơ trau chuốt này nọ kia, và trí nhớ rất là tốt, và về điều binh khiển tướng, sử liệu, viết sách, viết vở này nọ rất là tài luôn. Nói chung kiến thức rất là tốt, rất là ngang ngửa so với Khổng Minh, Gia Cát Lượng. Thì ông ngồi, ông câu, ngồi câu ở bên dòng sông Vị Thủy. Thì thường thường chúng ta hay câu là phải có đủ lưỡi và dây này nọ kia, và có cần. Thì ông chỉ cầm cái cần thôi, mà không cần dây cũng chẳng cần lưỡi. Bởi vì cầm là để cho có, để mà suy nghĩ việc nước, suy nghĩ việc đời, chứ không phải là cầm mà để câu, để lấy số lượng cá hoặc là lấy cái thành tích. Đấy. Thì chính vì thế cái người xưa người ta cảm thấy ông là một con người nó rất khác biệt so với những người mà có cái suy nghĩ bình thường. Đấy, thì người ta mới tri ân cái công đức của ông. Những cái cảnh sống thường ngày của ông để mà vẽ lên một cái tác phẩm để mà ghi nhớ cái hình ảnh của ông trên cho con cháu mai sau biết rằng là đây là cái người Khương Tử Nha đó. Thì đây là một trong những cái dòng sông Vị Thủy mà khi Khương Tử Nha ngồi câu này, câu bên chiếc thuyền này, rất là nên thơ. Đấy. Rất là đẹp luôn. Bài có một cái hoàn cảnh mà nó rất là hợp với thiên nhiên, rất là yên bình. Đấy, ngồi bên cái cây liễu này. Đấy, ngồi bên cái cây liễu buông mành rất là nhẹ nhàng, cảnh sống rất là bình yên. Đấy. Cảnh rất là đẹp luôn. Và đây là một trong những cái món đồ sứ ký kiểu của triều nhà Nguyễn này. Chôn các gọt chỉnh chu. Hiệu đề hai chữ ngoạn ngọc. Đấy, đây là cái vành chôn chuẩn nha mọi người. Để em quay cận cảnh như thế này để cho các bác có một cái cảm nhận chính xác và chuẩn mực hơn về những món đồ sứ ký kiểu. Bởi vì hiện nay ở trên thị trường nó có vô số đồ giả, đồ nhái, nên thành ra là nó sẽ qua mắt được tất cả mọi người mới chơi, cảm thấy yêu thích và rẻ, hợp túi tiền thì chúng ta bỏ tiền mua, thì không may thì chúng ta dính những món đồ giả như vậy thì nó rất là út hận, nên chúng ta hết sức cẩn thận. Và cái này nó có đường kính là 14 phân rưỡi. Đấy. Và tất cả đều được em bảo hành chuẩn cổ suốt đời như thế này, và bảo hiểm luôn cả cái giá mua khi mà các bác lưu giữ chơi trong vòng 3 năm. Các bác được sưu tầm, được chơi, được mua bán, được thương mại ở tất cả các nơi. Nếu mà không sưu tầm thương mại thì cứ gửi lại về với em, cam kết gửi trả lại đủ tiền để cho các bác được bảo toàn cái dòng đồng vốn của mình. Đấy, thì đến với em các bác được sở hữu, sưu tầm và thương mại mà lại được bảo toàn dòng vốn như vậy, thì đối với em luôn 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 lấy một cái sự chân thành, chân thật để mà trao duyên gửi về tận nơi cho các bác, và gửi về tận nhà và đồng kiểm để cho các bác kiểm tra, cho các bác cầm trên tay để cảm nhận được những món đồ cổ và có giấy bảo hành gửi về tận nơi để các bác an tâm sở hữu những món đồ như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.